1 2 3. Danh sách 63 tỉnh thành Việt Nam. Để xem 38 là tỉnh nào nha. Đây, 38 Long An. Giờ mình sẽ đi câu club tại Long An nha cả nhà. Đi thôi. Hiện tại em đang có mặt tại sân bay Pleiku rồi cả nhà. Bây giờ em đang sẽ di chuyển sang Sài Gòn trước đã. Wow. Cuối cùng thì em đang có mặt tại Sài Gòn rồi đấy cả nhà. Đường từ Sài Gòn xuống Long An thì em đang di chuyển bằng ô tô cả nhà. Hiện tại em đang có mặt tại hồ Úc Cưng cả nhà. Quay lại chiến trường xưa. À, khu này thì em đang câu cách đây 4 năm trước rồi. Bây giờ mới có dịp quay trở lại cả nhà. Để đi qua gặp chị Úc Cưng mình hỏi thăm xíu. Chị còn nhớ em không chị? Nhớ. Em tên gì chị nhớ không? Em tên An, còn clip em. Ôi ôi. Nhớ luôn hay nhà. Trời. Cho nhà biết lắm. 4 năm mới quay lại mà vẫn nhớ tên rồi cả nhà. Hay à? Đúng không? 4 năm rồi không ta? Hay là 3 năm vậy? 3 năm cũng có. 3 năm rồi đó. Cá ở đây giờ còn nhiều không chị? Nhiều. Nhiều cá lóc khoảng mấy tấn? Khoảng tấn thì không có được. Ước thôi. Ước khoảng lóc đen là mấy tấn vậy? Không mấy tấn, bao giờ em câu vậy ngày nào cũng có hết. Lúc bông thì cũng không biết bao nhiêu mà là em câu cũng là không có cá. Lúc nào cũng có cá luôn. Ừ, okay. Bao. Chắc phải mười mấy tấn dưới đây cả nhà. Mình thôi, đâu có lưng ước được ở dưới. Nghe là phê rồi, bây giờ em ăn đi câu rồi nha. Thôi anh chị ngồi nhậu nha. Ok. Rồi, cảm ơn. Làm đi đấy. Vừa nói gì giữ rồi. Dạ. Thôi em uống đâu tại mới đi say xe. Vừa về, được về rồi. Miền Tây là có món cà lóc nướng chui. Cá trê nướng. Cà lóc nướng chui. Cá phi, cá lóc nướng chui. Có con cá nướng chà bá nè. Cá nướng ăn nướng nè, quay con đó đó. Đây nha. Đây còn có cá nướng nữa nè. Ui dồi. Về miền Tây lúc nào cũng có thùng bia trên bàn nghe nha. Bia là tính bằng két. Thôi mấy anh chị, mấy bác anh ngồi nhậu đây, em đi đó. Đây cả nhà. Đây là chị Út bán cá lóc của mình này. Quá trời luôn. Anh em nào muốn ăn cá lóc đồng thì xuống đây ủng hộ giúp nha. Đây. Có cả cá chê nè, cá rô đồng nữa nè. Quá trời luôn. Ui dồi. Nữa hả? Đây nữa hả? Một thùng cá luôn nha. Ui. Nãy giờ là được mấy tạ hả chị? Lóc ơi. Nãy giờ được mấy tạ rồi? Con này phải hơn ký nè cả nhà. Hơn ký. Thùng cá luôn nha. Thùng siêu to khổng lồ luôn. Đây, sau khi bắt được cá lóc bắt đầu di chuyển bằng xe máy nè cả nhà. Đây. Cá là sẽ đưa vô những cái canh như thế này nha. Ui. Đây cột lại rồi. Đây. Từng canh một. Ngày thu mấy tấn anh? Cứ mỗi vuông một ít nè. Mùa mùa nó khô đâu cá nhiều đâu, mùa nước á. Ngày chắc phải được 2-3 tấn, được tấn chưa? Có từng tấn không? Mùa nước cái đó được. Ui, ngày tấn cá là quá ngon. Đúng là quay lại chiến trường xưa thì rất là nhiều kỷ niệm cả nhà. Chắc là cả nhà còn nhớ clip em câu ở cái đường kênh này, cũng như cái mấy cái đường kênh này cả nhà. Lóc quá trời luôn. Mà đợt này em ăn đi thì hơi kiếm may mắn một chút. Là cái đợt này thì anh chị đang rạn cá để bắt bán nha. Bắt bán cá lóc rồi rạn hết cá bông dồn vô trong một cái ao nha. Nên là hiện tại bây giờ nó rất là động, cá nó không ăn. Và cá chết thì rất là nhiều luôn nha, nó bị sốc bùn luôn nha. Sốc nước, sốc bùn chết rất là nhiều luôn. Thì chắc có lẽ là anh em muốn câu cá bắt bông á, thì phải quay trở lại đây khoảng đầu mùa mưa. Bắt đầu những cơn mưa đầu mùa xuống. Và bắt đầu nước nó ra nước mới nha, cá lóc nó sẽ chịu ăn hơn nha. Và lúc đó nước ngập lên là câu cảm giác thiên nhiên địa hình nó sướng hơn nha. Bây giờ toàn là lúa và lúa khô rồi gốc cả nhà. Sau này mùa mưa lên nó ngập hết thì cả nhà câu rất là sướng nha. Hôm nay đi câu thì em An có đi thêm với hai người đồng đội cả nhà. Đây xin giới thiệu cả nhà, đây là thầy Huấn. Thầy Huấn nha. Thầy báo. Quay tao không có lên cá. Còn đây là Trường Nguyễn. Ở đây. Trường Nguyễn. Nếu mà cả nhà xem clip của em An cách đây 3-4 năm trước thì xuất hiện của cần thủ như này. Hồi xưa đã lên con lóc bông ở đây, hình như con nó cũng 3-4 cân cả nhà. Và hôm nay anh ấy đã trở lại để chinh phục con lóc bông tiếp ở lần này.
Nãy mình hỏi chị Út Cưng cá này bao nhiêu tấn mà chị giấu rồi nha. Nhưng mà chị bao cá khu này không ai móm được. Nó đó. Đâu đâu có đứt leader đâu. Hổ báo nè. Báo cá lóc bông nè nha. Lóc bông to quá nên mình thả nha. To quá. Cùm tay à. Nói chung là hôm nay thì câu cũng khá được nhiều cá rồi. Hôm nay là mấy anh em câu gần chục ký cá rồi cả nha. Bây giờ anh em bắt đầu rút nha. Đây cá anh em câu được thì mình sẽ chuyển sang phi lê ra và phơi khô cả nha. Từ 10 ký cá sẽ biến thành 2 kg khô cá lóc nha. Đây, khô cá lóc này. Bao ngon luôn nha. Đây, cái này thì anh em câu xong rồi làm khô. Làm khô xong mang về nha. Đây. Như đây là anh em nhậu lai ra chán rồi. Rồi gửi lời cảm ơn chú Út nha. Ok. Bữa sau nhớ em xuống đừng có kéo cá nữa, kéo cá là cá động hết đâu có cắn đâu mà. Đây là trong quá trình đang gặn ao. Đang gặn ao hả chị? Chừng nào mà xả lúa tiếp đúng rồi. Ủa em tưởng nước lên à, nước lên mới xả hả? Đâu, bữa 10 bữa nữa là chị xả rồi à. Chị gặn ao ăn cá bự đem vô hầm hết dự trữ lại cho khách câu rồi chị tạo cá mới. Dạ. Cá con cho đẻ cho lòng gọc đẻ ra cái mình làm, còn nếu mà để vậy nó ăn hết cá con đâu có cá lớn à, mình phải gặn hết cá bự mình đưa về ao để chừa bố mẹ lại cho đẻ tiếp, lựa được mấy cha mẹ nó để lại cho nó đẻ sinh sản nữa mới có nguồn cá con cho người ta câu chứ. Hợp lý, hợp lý. Rồi, chào cả nhà nhé.